bắt nguồn từ cái tình yêu đối với sản phẩm mũi của quê hương. Và vợ chồng đã cùng đi đến những cái làng nghề muối của quê hương và nhận thấy rằng là quê hương của mình có rất nhiều tiềm năng về ngành muối mà vẫn chưa có một cái thương hiệu nào để ghi sâu vào tâm trí của khách hàng. Và đặc biệt nữa là ở Quỳnh Lưu hiện tại thì có 660 hectare sản xuất muối với các truyền thống, và đây được xem là vườn muối lớn nhất của khu vực miền Trung trở ra Bắc, và được các chuyên gia muối của Nhật Bản đánh giá rất là cao về cái hàm lượng khoáng ở trong muối. Và hàng năm thì đều xuất rất là nhiều những cái sản phẩm muối thô ra các thị trường khó tính như là Nhật Bản này, Hàn Quốc này và thậm chí là Mỹ. Vậy thì câu hỏi đặt ra của hai vợ chồng đó là bây giờ chúng ta cứ xuất khẩu những cái sản phẩm thô như thế này thì liệu giá trị mà bà con nhận được nó có tương xứng với sức lao động của bà con bỏ ra hay không? Cái vấn đề nan giải vẫn là những cái sản phẩm mà được mua thì mất giá, được giá thì mất mua, và người diêm dân thì vẫn cực khổ như vậy. Và cái câu hỏi đó đã thôi thúc vợ chồng là cùng nhau để tìm ra một cái giải pháp cho chính cái làng nghề muối của mình, và mở rộng hơn tìm ra một cái giải pháp cho chính cái ngành diêm nghiệp của Việt Nam. Những ruộng muối này đã thấm đượm biết bao nhọc nhằn của diêm dân xứ Nghệ. Và hành trình của muối giảm mặn do hai vợ chồng anh Hồ Xuân Vinh, chị Trần Thị Hồng Thắm sáng chế cũng bắt nguồn từ chính những ruộng muối truyền thống của quê hương Quỳnh Lưu. Trong khi ngành diêm nghiệp của Việt Nam có một tiềm năng to lớn với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, thế nhưng hàng năm đất nước ta vẫn phải nhập khẩu từ 400 đến 600 tấn muối. Một đất nước mà đất nước biển mà lại đi nhập khẩu muối của nước ngoài, một cái nghịch lý mà từ trước đến nay vẫn chưa có lời giải. Và chúng em đã tìm ra được cái lời giải đó, đó là mình phải ứng dụng được khoa học công nghệ vào cái ngành muối truyền thống này để tăng được năng suất, tăng được chất lượng, thì khi đó bà con mới chính là những cái người gắn bó với làng nghề và được trải nghiệm những cái sản phẩm muối giá trị cao cho cộng đồng. Nghề muối của Quỳnh Lưu có truyền thống lâu đời, gần như đã trở thành một nét văn hóa sinh hoạt trong đời sống của diêm dân nói riêng và bà con Quỳnh Lưu nói chung. Mặc dù vậy, nhưng bà con luôn phải đối diện với thực tế được mùa mất giá, được giá lại mất mùa, khiến cho cuộc sống vẫn vất vả khó khăn. Ở phía Bắc Việt Nam thì Quỳnh Lưu đang là huyện có diện tích muối phơi cạt lớn nhất cả nước với hơn 600 hecta và 10.000 diêm dân đang còn hoạt động. Bà con chủ yếu là làm ở trên các cái cánh đồng muối chỉ thu được muối natri clorua. Phần lớn là các cái nguyên liệu còn lại trên cái cánh đồng muối thì lại bị lãng phí. Làm việc với bà con và cũng là một người con của quê hương, thấy được rằng nghề muối cũng là một cái nghề rất là vất vả, chịu cảnh được mua mất dạ mà được dạ lại mất mua. Và bà con chỉ là bán những cái sản phẩm muối thô thôi. Trên các cái cánh đồng muối thì cái lượng lãng phí nguyên liệu đó rất là lớn, khoảng 30-40%. Nhận ra những tinh túy nhất của biển cả trong mật muối là nước biển cô đặc, gần như bà con bỏ đi không sử dụng đến, đang bị lãng phí. Rất nhiều khoáng chất hữu ích và có lợi cho sức khỏe, cho con người cũng như ngành công nghiệp đều nằm ở đó. Tuy nhiên, thời điểm này, ở Việt Nam không tìm ra được công nghệ để có thể phân tách được các loại khoáng biển từ mật muối. Từ năm 2017, vợ chồng anh Vinh, chị Thắm đã quyết định nghiên cứu thêm về muối và phát hiện ra tiềm năng to lớn của mật muối. Sau đó, anh chị đã tìm hiểu từ nhiều nguồn tài liệu và các chuyên gia, đúc kết từ kinh nghiệm y học cổ truyền của dân gian để hoàn thiện và phát triển công nghệ phân tách vi khoáng đa tầng NanoSAS, thu được hết toàn bộ khoáng chất của biển đã ban tặng. Đây cũng là một trong những dự án đầy tâm huyết và có tính tích cực trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tận dụng tài nguyên bản địa. Chúng tôi lại thu mua cái nguồn nguyên liệu mật muối tự nhiên
của khoảng biển. Đấy, cái mật muối này thì từ trước đến nay là bà con không tận thu những cái giá trị của mật muối này, hầu như là để cho mật muối chảy ra môi trường hoặc là sẽ sử dụng để quay trở lại các cái đầm tôm để nuôi các con tôm. Đối với các diêm dân, làm muối đều phải qua các công đoạn theo trình tự thời gian cố định. Bản chất của quá trình sản xuất muối biển là thực hiện phản ứng tách muối natri clorua với nước và các loại muối khác trong nước biển. Phương pháp phơi cát sử dụng cát làm chất trung gian cho sự kết tinh muối với quy trình gồm 3 công đoạn chính: cấp nước biển, sản xuất cát mặn và lọc chát, kết tinh muối. Thành phẩm sau đó ngoài muối kết tinh sẽ còn mật muối. Đây chính là nguồn thu mới của bà con diêm dân ở Quỳnh Lưu. Không những có thể giúp bà con tăng thêm thu nhập, mà mật muối cũng sẽ không bị thải ra môi trường gây ô nhiễm. Là giờ coi như cuộc sống gia đình và bà con cũng yên tâm làm cho sản phẩm cho nhiều và không có vấn đề gì về giá muối thấp như mọi năm. Song song với việc bảo vệ môi trường thì trong cái vấn đề về sinh kế là một cái yếu tố rất là lớn trong cái quá trình khởi nghiệp của Vinh. Bởi vì là khi mà mình tạo ra được nhiều sinh kế thì cái vai trò của mình sẽ được nâng lên và mình mới có giá trị, mới có ích cho xã hội được. Mật muối sau khi được thu mua về sẽ được xử lý qua các công nghệ bóc tách, sản xuất được nhiều loại muối dinh dưỡng giảm mặn, vừa là thực phẩm, vừa là nguyên liệu dùng cho các phương pháp làm đẹp, bảo vệ sức khỏe. Với việc thu mua muối và mật muối, 10.000 diêm dân và 12 hợp tác xã muối ở Quỳnh Lưu đã có được đầu ra ổn định, giá cả thu mua hợp lý, tạo được động lực và niềm tin cho bà con làm muối ở địa phương. Khi mà Nanoson có cái công nghệ phân tách đa khoáng này thì bà con đã cung cấp cái nguồn nguyên liệu này cho chính công ty. Và chính vì thế cho nên là bà con được tăng thêm 50% thu nhập ngay chính tại cái cánh đồng muối của mình. Tức là từ trước đến nay thì bà con bán muối thô thì nay có thêm thu nhập kể cả mật muối nữa. Có nghĩa là chúng em đã góp phần tăng cái sinh kế cho bà con ở tại cái địa phương. Và cũng chính vì thế cho nên là tháng 7 năm 2022 thì chúng em đã được chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP chứng nhận là doanh nghiệp tạo tác động xã hội xuất sắc. Dạ. Vì có những cái đóng góp về môi trường, tức là tận thu những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên để tạo thành những cái sản phẩm có giá trị. Và thứ hai nữa là giúp cho một cái nhóm cộng đồng diêm dân phát triển bền vững cái làng nghề hơn nữa. Xong để ra được đến kết quả ngày hôm nay, đó là cả quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và bóc tách ra từng chất khoáng trong muối. Tuy nhiên, các cách làm muối thông thường, kể cả làm muối phơi cát, đều chủ yếu tạo ra muối natri clorua. Trong khi đó, thành phần của muối biển không chỉ có natri clorua mà còn có các khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe như magie sulfat, kali clorua, v.v. Quá trình bốc hơi nước khiến người dân chỉ thu được muối natri clorua, chúng ta ăn vào lại dẫn đến thừa muối natri và thiếu các khoáng khác. Do đó, anh Vinh quyết định sẽ tạo ra một loại muối giảm mặn đa khoáng, đồng nghĩa với việc giảm natri clorua xuống chỉ còn 50% và bổ sung các khoáng chất có lợi. Sau một thời gian tìm tòi, anh đã tạo ra được một quy trình gồm nhiều bước cùng các loại máy móc đặc chế đi kèm. Quy trình sẽ gồm các bước phân tách đa tầng để tách được từng loại muối khoáng. Mỗi loại muối khác nhau sẽ lại có một nhiệt độ kết tinh khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu, anh chị thường xuyên xuống tiếp xúc cùng bà con để xem bà con sản xuất muối truyền thống như thế nào, cách để một hạt muối kết tinh truyền thống ra sao. Công nghệ NanoSat hội tụ những yếu tố về truyền thống và yếu tố về hiện đại của thế giới, tạo ra công nghệ NanoSat phù hợp với người dân Việt Nam, đặc biệt phù hợp với sản phẩm mật muối của địa phương. Mật muối sau khi thu mua sẽ tiến hành tạo ra muối natri clorua bằng thiết bị cô đặc. Phần dung dịch còn lại sau bước cô đặc sẽ được kết tinh lạnh ở nhiệt độ thích hợp để tạo ra muối magie sulfat và kali clorua. Sau bước kết tinh sẽ tiến hành sấy, trộn, ly tâm tách nước
và nghiền để tạo ra được hạt muối. Quá trình phối trộn sau đó sẽ giúp tạo ra được một loại muối giảm mặn đặc biệt, cân bằng các vi khoáng khác nhau, giảm natri clorua và bổ sung các khoáng chất khác. Các thiết bị được thiết kế có thể tạo ra vài tấn muối trong một ca làm việc. Với cái sản phẩm muối NanoSon, nó cũng là một cái dự án về tạo tác phẩm xã hội và đặc biệt là môi trường, ở chỗ đó là đang tận thu những cái nguồn mật muối tự nhiên quay trở lại thành những cái hàng hóa có giá trị. Và chính vì những cái tác động tích cực đó thì chúng em luôn mong muốn là mang một cái thông điệp đến với mọi người, đó là tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta đều là những cái điều tuyệt vời và có giá trị. Đến nay, NanoSat đã đăng ký được 3 bằng sáng chế về sở hữu trí tuệ cho công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất ra dòng muối giảm mặn này. Thương hiệu muối NanoSat đã được đưa vào sản xuất 4 phân khúc chính, gồm muối dinh dưỡng, muối dược liệu, muối làm đẹp và muối y khoa với hơn 20 sản phẩm khác nhau. Hiện tại, NanoSat đã có 14 mã sản phẩm ra thị trường, dự kiến sẽ có 3 sản phẩm từ muối sẽ cung ứng cho người tiêu dùng trong các hoạt động về sử dụng những nguyên liệu xung quanh cuộc sống. Sản phẩm hiện đã được tiêu thụ tại Vinh, Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng công ty thu mua khoảng 50 tấn muối biển, 40 mét khối mật muối của diêm dân. Nhờ làm chủ được công nghệ tự chế tạo máy móc nên NanoSat có thể tăng năng suất lên gấp 2 đến 3 lần chỉ sau 10 ngày. Cái dự án này rất là hay và nó rất là có ý nghĩa đối với lại xã hội này, đối với quê hương và đặc biệt là nó có cái tác động xã hội đến giúp đỡ bà con diêm dân rất là nhiều. Chúng tôi xác định rằng là phải làm thế nào để nâng cao được giá trị hạt muối truyền thống của cả Việt Nam chứ không chỉ dừng lại ở quê hương Quỳnh Lưu. Bởi vì khi mà cái công nghệ này, công nghệ NanoSon hoàn chỉnh và nó được đóng gói một cách đầy đủ rồi thì NanoSon rất mong muốn có thể chuyển giao được những cái công nghệ này cho tất cả các bờ biển của Việt Nam để có thể ứng dụng sản xuất chế biến sâu cái sản phẩm muối tại địa phương họ. Và khi mà chúng ta cùng nhau để phát triển một ngành muối của địa phương lên ấy, của cả nước lên, thì chúng ta sẽ có một đất nước có cái nội lực về nông nghiệp rất là tốt và muối sẽ trở thành cái sản phẩm xuất khẩu mạnh của Việt Nam trong những năm tới. Em tin rằng khi mà tất cả chúng ta đều đồng hành và cùng phát triển đến thì đó sẽ là một cái nguồn lực rất tốt cho chính Việt Nam ạ. Là một doanh nghiệp tạo tác động xã hội tích cực, NanoSat mong muốn phát triển ngành muối của Việt Nam song song với giữ gìn làng nghề truyền thống của quê hương. Việc phát triển và nghiên cứu sâu các sản phẩm có giá trị cao từ khoáng biển tự nhiên là một trong những mục tiêu mà NanoSat hướng đến, với mong muốn mang đến cho thị trường một sản phẩm muối có hàm lượng natri thấp dưới 50% và bổ sung 60 vi khoáng tốt cho cơ thể. Với việc nghiên cứu và chế biến sâu những sản phẩm muối truyền thống, NanoSat đã được nhiều chuyên gia nhận xét đây chính là một làn gió mới của ngành muối Việt Nam. Khi ngành muối của Việt Nam chưa có sự đổi mới hàng trăm năm qua, thì giờ đây với những công nghệ này đã có thể làm ra được rất nhiều những sản phẩm muối độc đáo. Và có lẽ sự đổi thay này chính là đến từ câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng của vợ chồng anh Vinh chị Thắm. Thắm thì vừa là vợ nhưng mà cũng là một cái cộng sự, một cái bạn đồng hành trong cái sự nghiệp của Vinh. Thì quá trình khi mà mình dần thân vào nghiên cứu khoa học thì rõ ràng mình rất là đam mê và phải được cái sự đồng cảm, cảm thông chia sẻ từ gia đình, nhất là từ vợ, thì những cái công việc đó của mình nó mới suôn sẻ được. Thành ra là Thắm vừa là nguồn động viên chia sẻ nhưng vừa là động lực cũng như là nền tảng vững chắc cho Vinh trong cái việc phát triển khoa học công nghệ. Mọi người bảo là đồng vợ đồng chồng thì tác biển đóng cùng càn, và đặc biệt nữa là đang sử dụng khoáng biển để tạo ra muối nữa, cho nên là mọi người luôn dành cho vợ chồng chúng tôi những cái niềm tin, và chúng tôi luôn tin rằng là khi mà có sự yêu mến của tất cả mọi người như vậy thì NanoSon sẽ đạt được những cái kết quả tốt ở trong tương lai, tức là sẽ mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho cộng đồng cũng như là mang lại những cái điều tuyệt vời cho chính bà con quê hương mình.